Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai sẽ trở thành Chủ tịch Quốc hội? Ngày 1 tháng 5, BBC Tiếng Việt bình luận Tứ trụ Việt Nam, cơ hội của bà Trương Thị Mai và tham vọng của Đại tướng Tô Lâm. Theo đó, Tứ trụ Việt Nam nay chỉ còn hai người, chính trường Việt Nam sẽ có những diễn biến thế nào? BBC dẫn nhận định của giáo sư Abuza từ trường National War College, Đại học National Defense tại Mỹ cho rằng Chủ tịch Quốc hội là vị trí vô cùng quan trọng cho tính chính danh của đảng tôi nghĩ sẽ rất khó để đất nước vận hành mà không có chủ tịch quốc hội khi mà luật và các quy định cần được thông qua. Việc không có chủ tịch quốc hội sẽ gửi một tín hiệu rất xấu đến các nhà đầu tư nước ngoài, ông abuza nói. BBC dẫn quy định của đảng và hiến pháp, theo đó điều kiện để trở thành chủ tịch quốc hội là phải tham gia bộ chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên và phải là đại biểu quốc hội. Hiện những người thỏa mãn các yêu cầu này gồm có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm bà Trương Thị Mai và ông Phạm Minh Chính. Và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, BBC nhận xét, ông Trọng đang là tổng bí thư và ông Chính đang làm thủ tướng, đều thuộc tứ trụ nên không có khả năng hai người này sẽ thay thế ông Huệ. Vì vậy, có thể nói bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm là hai người có khả năng cao cho vị trí chủ tịch quốc hội. Đảng cũng có thể áp dụng ngoại lệ cho người khác nếu họ muốn. BBC dẫn nguồn tin từ giáo sư Carter Chuyên gia chính trị tại Úc nói rằng, bà Trương Thị Mai sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch Quốc hội. Và điều đó an toàn vì bà ấy từng cho biết mình muốn nghỉ hưu vào năm 2026. Giáo sư Abuza cho rằng bà Trương Thị Mai là người phù hợp nhất do bà có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Theo BBC, vai trò của bà Trương Thị Mai không được nhiều người bên ngoài đảng biết tới và không quá nổi bật, dù vị trí của bà là một chức vụ cao trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ xếp sau Tổng Bí thư. BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng Tôi nghĩ đủ tiêu chuẩn nhất để vào ghế chủ tịch quốc hội là bà Trương Thị Mai. Các ủy viên khác đều có khả năng, nhưng không tính mấy ông quốc phòng và công an. Nếu công an, quốc phòng vào thì danh nghĩa là được lên tứ trụ, nhưng quyền lực thì không bằng bên ngoài. Và đây là hình ai sẽ trở thành chủ tịch quốc hội. Giáo sư Abuja thì nói rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm là người có mong muốn trở thành tổng bí thư kế nhiệm Ông ấy có khả năng mà không đối thủ nào của ông ấy có, đó là quyền lực điều tra khổng lồ của Bộ Công an. Ông ấy có thể đào sâu vào các giao dịch kinh doanh của bất kỳ ai, có thể nhìn vào cuộc sống cá nhân của họ, giáo sư Abuza nói. Vẫn theo BBC, tính tới cuối tháng 4 năm 2024, Bộ chính trị khóa 13 từ 18 người nay tụt xuống còn 13, tứ trụ chỉ còn 2 người. Những người phù hợp theo quy định của Đảng và hiến pháp để vào tứ trụ còn quá ít mà tuổi lại cao. Trong số các ủy viên bộ chính trị hiện nay, rất nhiều người sẽ quá 65 tuổi vào năm 2026, thời điểm diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Giáo sư Katherine cho hay, vào tháng 11 năm 2023 khi đi công tác tại Việt Nam, ông được cho biết Việt Nam sẽ thay đổi điều lệ đảng và nâng độ tuổi tham gia bộ chính trị lên 70 hoặc 71 tuổi. Vậy là sẽ có những người già hơn, đây là sự quản lý yếu kém và đây không phải là cách để một đất nước phát triển. Tôi đã làm việc với quân đội từ xưa đến nay, khi có chuyện tồi tệ như vậy, phải khẳng định rằng người chỉ huy phải chịu trách nhiệm, giáo sư Kateya bình luận. Còn giáo sư Abuza nhận định rằng, với những diễn biến nhân sự thượng tầng gần đây, từ giờ cho đến đại hội 14 sẽ còn nhiều cạnh tranh và đấu đá nội bộ nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai sẽ trở thành chủ tịch quốc hội? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phá nát đất nước do tâm địa nhỏ nhen của người Cộng sản Ngày 27 tháng 4, trên trang Facebook cá nhân của nữ đạo diễn Song Chi từ Na Uy có bài bình luận không phải chỉ tham và dốt mà là cố tình phá hoại. Bài viết bình luận về thực trạng giới lãnh đạo Cộng sản đã phá hoại, khiến đất nước tan hoang từ việc phá nát cảnh quan của Sài Gòn xưa đến việc hủy hoại hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long khiến hàng triệu người khốn khổ. Tác giả cho rằng những hành động đó là cố ý phá hoại do tâm địa nhỏ nhen của người Cộng sản không muốn di sản của chế độ cũ tồn tại. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Lãnh đạo Sài Gòn tham, dốt nên chặt bỏ những hàng cây rợp bóng mát khiến Sài Gòn đã nóng càng thêm nóng, hay đây chỉ là một trong những sự cố tình phá hoại thành phố này? Và đây là hình tái của nữ đạo diễn Song Chi. Vì như nhiều người cũng nhận xét, trước kia tại những con đường có bóng mát, việc kinh doanh cũng sầm uất hơn, người đi lại nhộn nhịp hơn, khách du lịch cũng thích thú đi dạo. Còn bây giờ, ngay cả những đại lộ khu trung tâm như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, cứ vào những giờ nắng lên cao là vắng người. Về kinh tế thì xem Sài Gòn như con bò để vắt sữa, làm ra bao nhiêu tiền phải đóng vào ngân sách tới 82% rồi 79%, trong khi có những thành phố trả đóng góp hoặc đóng góp rất ít vào ngân sách quốc gia, thì tối ngày xây cổng chào, tượng đài, tiền tỷ để ăn. Hạ tầng cơ sở thì không xây dựng, không những vậy còn phá. Phá nát tất cả những gì thuộc về Sài Gòn xưa, từ kiến trúc cũ, những địa điểm, địa danh lịch sử, cho tới phi trường quốc tế tầng sân nhất, cũng bị biến thành phi trường nội địa do những hàng cây rợp bóng mát một thời lãng mạn của Sài Gòn không phải cố tình phá hoại thì là gì? Và đây là hình hình ảnh tươi đẹp của Sài Gòn xưa luôn khiến nhiều người nuối tiếc. Cộng sản ở đâu cũng tâm địa nhỏ nhen giống nhau. Cứ nhìn Hồng Kông từ một làng chài nghèo qua tay người Anh đã trở thành một trung tâm tài chính thương mại quốc tế, một thành phố tự do, dân chủ, văn minh, hiện đại, âm nhạc, phim ảnh gì cũng đều phát triển thập niên 50, 60-70 của thế kỷ trước. Các nước láng giềng trong đó có Việt Nam đều mê phim Hồng Kông, diễn viên tài tử, ca sĩ Hồng Kông. Hồi đó phim hàng, nhạc hàng, làm gì đã xuất hiện đình đám như bây giờ? Vậy mà chỉ về với đất mẹ chưa tới 3 thập niên, toàn bộ sự tự do dân chủ của Hồng Kông bị triệt tiêu, Hồng Kông xuống về mọi mặt. Bởi vì sau khi học hỏi những cái hay của Hồng Kông một thời gian là Bắc Kinh siết lại và chỉ tập trung đầu tư cho những thành phố lớn ở đại lục như Thượng Hải, Thẩm Quyến và đây là hình đồng bằng sông Cửu Long, một thời trù phú, nay khô cằn, hạn hán, thiếu nước ngọt triền miên. Không chỉ ở Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, từng một thời trù phú, làm chơi, ăn thật, không bao giờ biết đến hạn hán là cái gì. Người nông dân Nam Bộ thông minh, biết thuận theo thiên nhiên, mùa nào thì trồng cái gì, nuôi con gì. Vào tay các lãnh đạo duy ý chí, dốt nát, đem những bài học xử lý, đê điều các thứ của vùng đồng bằng sông Hồng áp dụng vào miền Tây, làm đảo lộn hệ sinh thái sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long, gây bao nhiêu thiệt hại, hạn hán, ngập mặn bắt đầu xảy ra, cộng thêm việc Trung Cộng, Lào, Campuchia xây các đầm thủy điện, gây tác hại thêm. Mà không thấy Việt Nam có những động thái mạnh mẽ gì, hoặc lo có kế hoạch đối phó, đến vụ kinh đào Funan Techno đã rập rình từ mấy năm nay, rồi bây giờ mới thấy Việt Nam bắt đầu chính thức lên tiếng, liệu có quá trễ hay không quan chức lãnh đạo từ trên xuống dưới chỉ lo vơ vét cho đầy túi tham rồi lo đánh nhau giành ghế có quan tâm đến chuyện gì khác đâu quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin phá nát đất nước do tâm địa nhỏ nhen của người cộng sản xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới